Em xin chào tất cả cô chú anh chị em mình nhé, trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương, địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng anh chị em mình nhé. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 5, tức là thứ hai anh em nhé. Em lên cho anh em clip anh em tham khảo máy ha. Anh em tranh thủ bớt chút thời gian tầm cỡ 15-20 phút ha, em quay review cho anh em xem ha. Thì hôm nay em giới thiệu là máy 2-3 hôm nay thì không có về con nào cả anh em ha. Nhưng mà hôm nay em có về một lô oxy anh em nhé. Đấy, oxy này mà về được 15 cái thì em nhà giao về khu vực miền Bắc. Ở Hà Nội em giao được cho mấy ông anh là 5 cái ha, còn 10 cái ha. Thì anh em nào xài thì cứ liên hệ ha, để giá thợ cho anh em, giá cho ok cho anh em xài oxy hải sản ha. Này là oxy hải sản nha. Cục này là cục nhỏ anh em nhé, còn cục này là cục lớn anh em nhé. Cục là cái dùng miền Tây mình hơi xài ha, dùng miền Nam xài, dùng miền Bắc thì miền Trung thì người ta thấy cục này người ta không dám xài ha. Cái cục này thì miền Bắc xài nhiều nữa ha. Thì hàng của em là đảm bảo cho anh em là hàng này là tháo từ trên xe zin 100% nguyên bản nha, không có chỉnh sửa, không có bánh cát cho sạch sẽ đâu anh em nhé. Nó sao hàng bại sao thì nó vậy nhá. Đó là oxy này. Thì anh em nào đang chạy mà hệ thống mà oxy tôm cá hải sản, bắt tôm lưu động, bắt tôm cần xanh này, cá này, ha, để chạy cái hệ thống oxy nó thì xài cục này là ok, nhỏ gọn ha. Nó chạy máy thì đầu 6 đầu 7 đều được hết trơn á, đầu 4 cũng được đó ha. Tùy theo cái số lượng mình xài cái hơi nhiều hay hơi ít thôi đấy. Nhưng mà để mình xài hết cái công suất của nó thì anh em xài cái đầu 7 thì ngon hơn ha, máy 7 thì ngon hơn ha. Nó chạy dư tại thì nó cái máy nó bền hơn nhiều ha. Thì hôm nay em review cho anh em xem ha, em test cho anh em xem mấy con máy, anh em nào cần cái máy nào thì cứ liên hệ ha. Em trong cửa hàng em giờ hiện tại còn là EG550, máy cũng đẹp anh em nha. EG550 này máy đẹp nè ha. Máy vậy là ok rồi anh em ha. Đấy. Này EG550 công suất của nó là 5,5 ngựa ha, 6 ngựa ha, dòng Kabuto là Kubota. Đấy. Con này là Yanma NF80. Đấy, có đề này ha. NAD7 bé kim này. Này cũng long lanh luôn, rất là đẹp. Hôm nay giờ có mấy ông anh này hỏi ơ 55 chuỗi đẹp nè ha. Ơ 55 chuỗi có con này rất là đẹp anh em ha. Đấy. Máy còn nước lát còn nước sơn ok ha. Ơ 55 chuỗi ha. Đó, nó như con ơ 6 vậy đó ha. Ơ 6 ơ 50 là nó thứ máy một anh em ha. Thì cái này về đời chuỗi với anh em nhé. Anh em mà muốn gắn thùng dầu thì em sẽ gắn thùng dầu lên cho anh em nha. Nhưng mà gắn thùng dầu thì cũng báo trước là không có thùng dầu zin ha. Mình chỉ thùng dầu chế thôi, zin nó không có đâu. Thùng dầu zin nó là giống vậy này ha. Con này là ơ 50 55 này ha, chuỗi có bình dầu ha. Con này cũng rất là đẹp ha. Đấy, đây là Mitsu 55 anh em ơi ha, Mitsu 55. Ủa, con này đẹp anh em ơi, về bọn ok đẹp lắm ha. Con này anh em là bơm nước ruộng được anh em ha. Thùng dầu mới chắc ha. 5 triệu ha, 5 triệu bao ship anh em nha. Nước xanh còn luôn nè, xanh lè luôn, xanh lè xanh lét luôn. Kubota ơ 7 nè, ơ 7 bên đời chuỗi nè, có thùng dầu nè ha. Máy thùng còn khá đẹp, khá là đẹp ha. Ơ 7 thì em chốt cho anh em giá 10 triệu anh em nha. Anh em nào mua thì liên hệ ha. Trong một thời gian này thì máy nó là còn hút hàng, thì giá nó cũng hơi cao, đẩy lên hơi cao anh em nhé. Chỗ nào cũng vậy ha. Con Mitsu D7, con này Mitsu D65 chuỗi ha. Chốt cho anh em nào 4,5 triệu ha. Con này mẹ không quay chút xíu ha. NS65 bạc đạn ha. NS70 bạc đạn ha. Máy cũng còn đẹp, ok ha.
NFAD6 bét kim. Con này NFAD6 bét kim luôn, có đề luôn. Này thì NFAD5 bét kim ha. Hai cục máy chủ nha. Con này là Kubota EA8 có đề anh em nhé. Con này oxy hải sản này. Qua đến giờ có 2-3 người muốn mua con máy này lắm này, nhưng mà giá nó hơi cao anh em nhé. Thật sự giá nó cao, nhưng mà là em bán cao, bọn em bán cao rồi ha. Vì hàng không có. NFAD7 bét kim này. Con này chạy oxy hải sản cũng được anh em ha. Ngoài ra có EG65-1 này ha. Đây. Đây rồi 65-1 này bao nộ cho anh em, bao ship 7 triệu ha. Con này EG550 ha. Con này thì màu nước sơn nó hơi lem lem một xíu anh em nha. Đấy. Nước sơn lốc còn được, ok. Con này thì về hiện trạng của nó là thiếu cái bô lửa. Anh em là chốt mình để giá là 5 triệu rưỡi bao ship cho, bao nộ bao ghi cho anh em ha. Cái màu mè không thành vấn đề. Này, đằng sau này anh em. Đằng sau nước sơn nó còn ok ha. Đó, hơi rộng lại thấy không? Hơi còn ok. 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi anh em nhé. Dầu còn trong nhiều lắm. Nắp dầu ghi luôn anh em nhé. NFAD6 bét kim này, màu xanh này. Đấy. Con này Yanma HX7 nè, con mới về anh em nhé. Rồi 5 triệu rưỡi luôn cho anh em ha. Đây con nữa, rồi. Con này HX6 nè. HX6 này cũng còn ok, cùng giá luôn. HX6 này cho anh em 5 triệu đi ha. Anh em nào mua liên hệ đi. EA8 này. Đây con nữa ha. NS40 3G nè. 3 triệu rưỡi ha. 3 triệu rưỡi ha. Anh em nào mua liên hệ nha. Bao gin bao nổ ha. Ê, hơi cứng khừ luôn. EG40 rồi 5 triệu rưỡi luôn cho anh em mua luôn ha. Con này là N, con này ES70 3G 5 triệu ha. ES70 bật đạn nè, 7 triệu rưỡi ha. EA50 10 triệu ha. Mitsu 85 này 6 triệu rưỡi, đọc giá gì cho anh em mua luôn ha. Có con EG65 này anh em, này anh em là mua được cái... con này không biết bên Nhật sao mà nó gắn thêm cái buli đằng sau này anh em nhé, buli chà bá không biết kéo cái gì ha. Con này em chốt cho anh em 6 triệu ha, bao ship ha, bao nổ. Nước sơn thì không được đẹp lắm đâu. EG65 nha, công suất của nó 8 ngựa Kubota. Ngoài ra còn Mitsu 11 EG80. Ủa đi du lịch mà hả? Anh đi du lịch mà. Hả? Ồ, anh em nào cần máy thì cứ liên hệ trực tiếp gặp vô ha. Địa chỉ 12 người đi chợ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Anh em test con cái này vậy em, ưa 8 rồi em xem nha. Du lịch đâu vậy?
Hả? Về rồi mày. Thế đăng lên thấy đi du lịch ai biết đâu. Rồi xe lấy về chưa? Không thấy đâu.